Hả? Thì mày hô vuốt người sao đó tao vuốt cho. Mất chờ lâu vô đi. Đây để con tải cho mày cái trời trời. Ủa? Zalo, Zalo luôn tải chưa? Có TikTok luôn nè. Bây giờ ai biết đâu. Zalo có nè, Zalo có này. Rồi đăng nhập gì đi. Đăng nhập đâu biết mà khẩu được. Dạ. Chứ đừng để nó không ngon. Ừ. Cái này mặc luôn mượn kính nhưng mà nó hơi bấm bụi nha. Ok, để cái đó đi không sao, khỏi khỏi xét cái đó. Em chỉ nè. Lấy lên. Lấy biết rồi, đi. Trời ơi, tôi biết mà không. Thì gắn cái sim của chính vô đi. Để đi. Em gỡ sim. Cái gì để nữa anh đừng tạo nút vô lâu cho ngoại điện còn chính. Nè, là lấy cái sim của chính á. Đỡ quá. Ngoại muốn coi video được được luôn. Coi cháu ngoại. Để con bắt video cho coi. Chưa gắn vô. Mày coi cái. Trả ngoại mà đau quá. Ờ còn cái nó. Ấu hử hử hậu. Người ta. Bà để tay dưới đây đi. À bố kéo luôn kìa. Ok. Rồi bà ngoại lấy cái điện thoại ra đi. Lấy đâu? Nè ngoại nhắn rồi. Lấy điện thoại ra. Để coi. Ai quá bị kìa. Ông bà ơi. Ông mở cái hộp để kỹ gì hết kìa. Sao không sạc rồi tao lấm dưới rồi. Bóp cái này ra. Rồi bà này bà kéo. Bà ngoại bấm nó dịch ra. Đó, ngoài kéo đây. Rồi, ha. Rồi. Đó, giữ không? Ngoài mở máy không? Nè, nhấn này nè. Ngoài mày nhấn giữ chút. Chỗ nào? Nhấn cái này giữ chút nè. Chỗ này đây ha. Dạ. Ngoài nhấn giữ chút. Chừng nào nó hiện lên. Lần này hay lần? Ok. Nice. Đó. Rồi đó, nó lên. Ủa? Mày này hả? Lên ngồi rồi đó. Về này, thay giờ. Cho ngoài nó lên đi. Có cho lên chưa? Cho để lấy tận nhẫn nè. Rồi. Yeah. Xin sò. Cứ nhẫn vậy nè. Ok. Xin sò ông bò mà. Không, kéo ai, kéo ai. Để vô cái này lại đi ơi. Kéo nào. Không sao, nó có cái ốp mà. Gắn cái ốp vô, khỏi để vô. Rồi. Rồi đó. Mà giống như hộp cái ốp nãy anh Lưu. Đúng rồi. Ủa hai cái mà nó màu trắng hết. Màu xanh. Ok. Gắn đúng chiều không vậy? Đúng mà. Một lần người ta gắn ở dưới đây trước hả? Ừ, gắn ở dưới trước. Rồi. Đúng rồi. Nice sự. Đặt xuống. Không có được, nó kịp cái ốc nè. Rồi nè. Rồi. Tết. Ủa cái này vô. Đó. Rồi. Mày vút lên đi, mày vút lên. Bồ ngoại vút lên đi. Cái tay vút lên. Trước vậy đó. Đó. Cái gì nữa bay? Đó. Để sát cho đây rồi. Đó, đây là cái ngoại nè. Đây ngoài.